Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn nha. Chào mừng tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mình là Trung Pi Shooter đây. Thì hôm nay ta quay lại, ta lại tiếp tục với PVZ hết phiên bản Java này. Chúng ta như vậy, chúng ta đã map ban đêm. Mấy bé nấm mà bây giờ mình ok, sau khi xong mấy hạt nấm chờ rồi mình sẽ trồng mấy bé nấm này vào. Chúng được hôm nay mà chúng được hai cái plan luôn, phê vãi phê vãi. Xem bé nấm kia.
Có mà rồi. Mua luôn. Lại chọn như ban đầu. Cho mấy bé nấm này vào chưa? Một trăm đi. Hết đi, hết đi. Chết rồi, thôi chết rồi, không có cửa kia, mọi người ơi, quên chết cha rồi, không chọn mạnh rồi, mọi người không chọn mạnh. Thôi chết rồi, thôi chết, ăn lon rồi, quý vị ơi, ăn lon rồi, quý vị ơi.
qua màn mà. Năm hô thêm âm là ok, thêm năm hô rồi. Mà tại sao? Cái gì cơ? Nhìn thấy kiểu bị cấm không cho. Nó cấm không cho dùng. À không, no, 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 không phải, không, không. Cái gì 125. Đó, 12 đâm, 12 săn đâm. Cái vẻ tớ. Đó là lao chứ. Phút ha ha ha. Má quay không cho con lập con không cho cái con lần đậu băng. Ô nhầm 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 địch cho thử cho nó hạ con zombie đi kia nhưng mà. Anh bí ơi, bí ơi, nhanh, phong ngô nhanh. Ừ, đè này. Và không tác dụng nha, không như vậy là không có tác dụng vậy. Vâng thưa quý vị, như vậy là không có tác dụng. Chúng ta lại phải dùng bí rồi, chứ không có lựa chọn nào khác đâu.
Anh hờ được là lại gặp được con zombie mạnh nhất trong game này, tự nhiên thêm cả lửa nữa. Trời ơi, cái quân què gì đây? Trời ơi, cái quân què. Trời ơi, cái quân què. Tèo 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 tèo. Sách có không nhỉ? Thua thôi. Rồi, rồi, như vậy là mình đã chọn Snoopy rồi. Rồi, rồi. Phun đi đi, phun đi đi. Nói mà này có con bóng bay không nên tạm chọn xương rồng mà. À phải cứ chọn xương rồng.
cái gì, bạn không, bạn nên trồng nấm phun khói vì chúng có tác dụng đâm xuyên qua một lũ thây ma. À đây, muốn ok mua thì mua. Đó, mẹ này có zombie lửa nha. À thôi. Ôi, một lũ con cầm cửa này. Ôi.
Để mát bằng lắp cái hồ rồi. Thôi mình xin kết thúc video nha. Như vậy là chúng ta đã xong tập 2 của Plants vs Zombie phiên bản Java rồi. Và những vị không biết tập 3 sẽ có gì mới, quý vị cùng chờ đón nhé. Và nếu như bạn đã thích cái video của mình ngày hôm nay thì cho mình like, chia sẻ video, đừng quên nhấn nút subscribe để ủng hộ mình nha. Đây chính là một động lực rất lớn giúp cho mình làm những cái video tiếp theo hơn. Cảm ơn quý vị đã xem video mình. Hẹn lại các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.